Bình tĩnh sống chào các bạn. Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Các bạn ơi, mùa lễ hội Halloween đã đến khắp mọi nơi trên thế giới. Và ngày hôm nay, Bình Tĩnh Sống sẽ mang đến cho các bạn một không khí lễ hội cũng được chào đón nồng nhiệt không kém tại Việt Nam. Nào, hãy cùng Bình Tĩnh Sống khám phá một số điều thú vị mà có thể các bạn chưa hiểu hết nhé. Halloween được viết rút gọn từ All Hallows Evening, là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước lễ các thánh trong Kitô giáo Latin. Đây là ngày bắt đầu tuần tam nhật các thánh, khoảng thời gian trong năm phụng vụ, dành để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời. Trọng tâm theo truyền thống của Halloween, xoay quanh chủ đề sử dụng sự hài hước và chế giễu để đối đầu với quyền lực của cái chết. Cách nhìn phổ biến cho rằng, nhiều truyền thống của Halloween bắt nguồn từ các lễ hội thu hoạch của người Celt mà có thể mang gốc rễ ngoại giáo, đặc biệt là lễ hội sầm hên của người Gaen, và rằng lễ hội này đã được giáo hội thời sơ khởi Kitô giáo hóa. Tuy nhiên, một số nhà hàn lâm ủng hộ quan điểm rằng Halloween phát triển độc lập với sầm hên và chỉ có nguồn gốc Kitô giáo. Ngày nay, Halloween được du nhập về rất nhiều quốc gia và được giới trẻ yêu thích, trong đó có Việt Nam. Mùa lễ hội Halloween đã đến rồi, các bạn đã biết những điều thú vị nhất về đêm Halloween là gì chưa? Nếu chưa, thì hãy cùng Bình Tĩnh Sống tìm hiểu về ngày lễ phổ biến này nhé! Top 10 điều thú vị nhất về đêm Halloween. Số 1. Nguồn gốc lễ hội Halloween. Lễ hội Halloween ngày nay bắt nguồn từ dân tộc Celt, là một dân tộc sống cách đây hơn 2.000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh Quốc, Ái Nhĩ Lan và miền Bắc nước Pháp. Dân tộc Celt bắt đầu năm mới vào ngày 1 tháng 11 dương lịch. Một lễ hội được cử hành vào đêm trước năm mới để vinh danh vị thủ lĩnh đã quá cố là Sầm Hên. Ngày lễ hội này báo hiệu sự bắt đầu của mùa lạnh, của những ngày tối tăm, thường được liên kết với sự tàn tạ và cái chết của loài người. Dân tộc Celt tin rằng Sầm Hên cho phép những linh hồn người chết được trở về nhà trên trần gian vào đêm hôm đó. Và ngày các vong hồn, những người nghèo đi khất thực cô hồn và họ sẽ được bố thí bánh trái gọi là bánh vong hồn, để họ hứa là sẽ cầu nguyện cho các vong hồn. Halloween đến Hoa Kỳ do những di dân đầu tiên, đa số đến từ Anh Quốc và một số từ các vùng thuộc dân tộc Celt. Họ đã đem qua Mỹ khá nhiều phong tục khác nhau. Nhưng vì lý do tín ngưỡng bị giới hạn, nghĩa là lúc đầu các tôn giáo lớn đưa ra giới luật tương đối chặt chẽ, nên việc cử hành lễ Halloween chưa được phổ cập trong dân chúng. Mãi đến thập niên 1800 mới trở nên tục lệ được nhiều người hưởng ứng. Vào giữa thế kỷ 19, tục lệ trích của Orchid chưa được phổ biến ở các thành phố lớn, vì ở những nơi này hàng xóm láng giềng hầu như không có, nhiều người ở cạnh nhau mà không quen biết nhau, cho nên Halloween đôi khi gây ra những sự việc tai hại. Ngày nay, nhiều cộng đồng, nhiều tổ chức đã đứng ra bảo trợ các tục lệ vui chơi của ngày Halloween, nên nó đã trở thành một ngày lễ hội rất vui thú của mọi người. Halloween có tên gốc là All Hallows Eve, có nghĩa là đêm trước ngày lễ các thánh. Hallow là một từ tiếng Anh cổ có nghĩa là thánh. Tên ngày lễ sau đó được gọi là Halloween như chúng ta biết. Lễ hội Halloween ngày nay, phần lớn mọi người đều coi đó là một lễ hội vui chơi, với những quả táo của lễ hội Pomona, con mèo đen của lễ hội Samhain và những con ma, bộ xương của ngày lễ các thánh và các linh hồn. Số 2, tên gọi Halloween và ngày 31 tháng 10. Ban đầu, tên gọi của ngày 31 tháng 10 là sự kiện thánh hóa. Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước lễ các thánh trong Kitô giáo Latin. Tên gọi Halloween có niên đại từ khoảng năm 1745 và có nguồn gốc Kitô giáo. Từ Halloween có nghĩa là buổi tối linh thiêng hay thánh thiêng. Sở dĩ ngày 31 tháng 10 là ngày tổ chức Halloween bởi những người Celt từ cổ đại ngày xưa cho rằng vào ngày này các quy luật về không gian và thời gian sẽ bị ngưng lại, những linh hồn từ cõi chết trở về thế gian để đi tìm kiếm các thân xác nhằm hồi sinh trở lại. Cho nên, trong ngày này, họ thường hóa trang, tụ tập ồn ào nhằm trấn an đi nỗi lo sợ các linh hồn xung quanh mình. Lễ hội Halloween năm nay sẽ rơi vào ngày Chủ nhật, 31 tháng 10. Số 3. Trick or Treat, hình thức ăn xin thời cổ đại. Gõ cửa nhà hàng xóm trong đêm 31 tháng 10, chờ đợi họ mở cửa để hét lên Trick or Treat là một trong những kỷ niệm tuổi thơ đẹp nhất. Đây là một trò chơi vô cùng quen thuộc trong ngày lễ Halloween của các em nhỏ ngày nay. Nhưng thực chất đây chính là một hình thức ăn xin vào thời cổ đại. Ngày nay thì trẻ em sẽ mặc những bộ đồ hóa trang ma quỷ, đi theo nhóm và cầm theo giỏ đựng kẹo, đèn lồng. Sau đó, lũ trẻ sẽ gõ cửa từng nhà hàng xóm trong khu phố, chờ đợi họ mở cửa rồi hét lên vui vẻ Trick or Treat. Trick trong tiếng Anh nghĩa là đánh lừa, chỉ trò đùa nghịch ngợm trong ngày Halloween.
Treat là tiếp đãi, đối xử tử tế, trong trường hợp này chỉ bánh kẹo. Câu nói này mang hàm ý, nếu không muốn bị chơi xấu, thì hãy đãi chúng tôi món gì đi. Thông thường, chủ nhà thường vui vẻ cho lũ trẻ rất nhiều kẹo, bánh trái để đi dọa nhà tiếp theo. Nhưng tại sao lại là treat or treat, chứ không phải bất kỳ câu nói nào khác? Ý nghĩa thực sự phía sau nó là gì? Theo Dictionary, nguồn gốc của câu nói này có từ thời Trung Cổ, nhưng nó không phải là một tập tục dành cho trẻ em như hiện nay. Từ xưa, những người dân hành khất thường ngụy trang mình bằng những bộ trang phục làm từ rơm rạ, đi xung quanh làng, gõ cửa từng nhà để xin bánh kẹo hoặc thức ăn. Dần dần, đây đã trở thành một tục lệ, nét đặc trưng không thể thiếu được trong ngày lễ Halloween. Thời Trung Cổ, những người nghèo sẽ đi khất thực để nhận bánh trái vào ngày 31 tháng 10. Đáp lại, họ sẽ cầu nguyện cho các linh hồn đã chết trong ngày của các linh hồn rơi vào ngày 2 tháng 11. Trò chít của Orchid từ ngày nay là một biến thể từ tập tục xa xưa. Lễ hội Halloween đến Mỹ nhờ những người di cư đầu tiên, đa số từ Scotland, Ireland. Và dù có nguồn gốc như thế nào, ngày nay đây vẫn là tập tục phổ biến, được trẻ em khắp thế giới trông chờ nhất trong ngày lễ hội ma quỷ. Số 4. Trick or treat đã từng bị biến thành một hình thức phá hoại. Có thể bạn chưa biết, Halloween là một trong những kỳ nghỉ được yêu thích tại nước Mỹ. Tuy nhiên, những hệ lụy như đốt nhà, cản trở giao thông mà nó đem lại khiến không ít thành phố nghĩ đến việc cấm lễ hội này hoàn toàn. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1879, trên tuyến đường sắt từ Louisville xuyên biên giới qua Newport, bang Kentucky, Mỹ, khi người lái tàu nhìn ra ngoài vào đêm tối và phát hiện một điều rất đáng sợ, một cơ thể nằm ngang đường ray. Người này lập tức kéo phanh bằng hết sức mình để ngưng con tàu và nhảy khỏi đầu tàu xuống kiểm tra với vẻ mặt thất thần. Tuy nhiên, anh nhanh chóng phát hiện ra cơ thể đó không di chuyển. Đó không phải người, mà là một hình động được đặt ở đó từ trước. Những người đứng xung quanh bắt đầu hú lên và cười đùa, bởi trò lừa Halloween của họ đã thành công. Mặc dù những đứa trẻ vị thành niên đã đe dọa đến sự an toàn của bản thân và hành khách, nhưng người lái tàu không hề thốt ra một lời phỉ báng, bởi khi còn là một cậu bé, ông cũng có những hành động tương tự. Những điều này thường được diễn ra trong Halloween vào thời vua đợt ếch, khi kỳ nghỉ dài ngày không còn trò xin kẹo, mà đầy những trò đùa giỡn, phá hoại và bạo lực. Những trò chơi khăm không chỉ dừng lại ở mức nhẹ nhàng, mà còn gây ra rất nhiều mối nguy hiểm cho chủ nhà. Nhưng những người tạo ra các trò chơi khăm đó lại cho rằng, trò chơi sẽ càng thành công hơn khi những trò chơi khăm càng nguy hiểm. Khi những người nhập cư từ Scotland và Ireland đưa Halloween đến Hoa Kỳ vào giữa những năm 1800, họ đã tổ chức lễ hội này như ở quê hương mình. Nhưng Halloween lúc này không phải là trò vui của những đứa trẻ mặc đồ hóa trang, gõ cửa từng nhà xin đồ ngọt, mà là những trò trêu đùa ma quái. Vào năm 1911, hình ảnh hai cậu bé đang ăn cắp một chiếc cổng vào đêm Halloween khiến nhiều người khó chịu. Bởi vậy mà ngày nay, trò chơi này chỉ được áp dụng với các em nhỏ mà thôi, nhằm tạo tính an toàn và vui nhộn hơn cho ngày lễ. Số 5. Bobbing Apple, tiên đoán vị hôn phu trong tương lai. Một trò chơi khác cũng rất phổ biến trong ngày lễ Halloween, đó là tiên đoán vị hôn phu trong tương lai, Bobbing Apple. Người ta cho rằng, khi chơi trò này, thì các linh hồn đang lang thang sẽ giúp cho người chơi có thể biết được vị hôn phu trong tương lai của mình là ai. Để chơi trò này rất đơn giản, ta chỉ cần để táo trong một thau nước lớn và người tham gia sẽ phải dùng răng của mình để gắp táo lên khỏi mặt nước. Phong tục lấy táo vào đêm các thánh không hẳn là trò chơi mà thực ra là một nghi lễ lấy may. Người nào càng lấy được nhiều táo, người đó càng gặp nhiều may mắn trong năm tới. Truyền thuyết cũng kể rằng, người đầu tiên để lấy được một quả táo từ thùng chứa đầy nước mà không sử dụng bàn tay của mình sẽ là người đầu tiên kết hôn. Số 6. Quả bí gắp o lần tần. Ít ai biết được rằng, quả bí gắp o lan tần có một nguồn gốc khá bí ẩn và đen tối, bắt nguồn từ một câu chuyện truyền thuyết cổ xưa của người Ireland cổ đại. Câu chuyện kể về người nông dân tên Jack, một người luôn bày trò lừa gạt ma quỷ và cho đến khi chết, không nơi nào chấp nhận ông. Người dân làm đèn quả bí gắp o lan tần vào dịp lễ Halloween trong nhiều thế kỷ. Việc này có nguồn gốc từ một câu chuyện Ireland về một người đàn ông có biệt danh là Jack Hà Tiện. Theo truyền thuyết, Jack mời con quỷ đi uống rượu với anh ta. Vì bản tính keo kiệt, Jack không muốn trả tiền cho đồ uống của họ. Vì thế anh ta đã thuyết phục con quỷ biến hình thành một đồng xu để Jack có thể dùng mua rượu. Khi quỷ biến hình, Jack quyết định giữ lại đồng xu và đặt nó vào túi của mình bên cạnh một cây thánh giá bằng bạc. Con quỷ sợ hãi không thể thoát ra và biến lại hình dạng ban đầu. Jack cuối cùng cũng giải phóng cho con quỷ nhưng với điều kiện rằng hắn sẽ không quấy phá Jack trong vòng một năm.
và sau khi Zack chết, hắn sẽ không được bắt linh hồn của mình. Năm sau, Zack lại lừa con quỷ leo lên một cái cây để hái trái. Khi con quỷ trèo lên cây, Zack khắc một dấu thánh giá vào thân cây để con quỷ không thể đi xuống cho đến khi con quỷ hứa không làm phiền anh ấy thêm 10 năm nữa. Không lâu sau, Zack qua đời. Theo chuyện kể lại, Đức Chúa Trời không cho phép một con người tinh danh như Zack lên thiên đàng. Con quỷ giữ lời hứa không đòi linh hồn của Zack nên không cho phép anh ta vào địa ngục. Hắn cho Zack một hòn than để thắp sáng con đường của mình trong đêm. Zack bỏ than vào một củ cải đã khắc ruột và đi lang thang khắp trái đất. Kể từ đó, người Ireland được gọi hồn ma của Zack là Zack O'Lantern. Tại Ireland và Scotland, người ta bắt đầu làm các phiên bản khác nhau về những chiếc đèn lồng Zack O'Lantern bằng cách khắc khuôn mặt đáng sợ vào củ cải hoặc khoai tây và đặt chúng vào các cửa sổ hay gần cửa ra vào để xua đi Zack hà tiện và những linh hồn ma quỷ khác lang thang. Ở Anh, củ cải lớn được sử dụng. Những người nhập cư từ các nước này mang truyền thống đèn Zack O'Lantern khi họ đến Mỹ. Tại đây, họ nhận ra rằng bí ngô là một loại thổ sản phổ biến ở Mỹ, có thể tạo nên những chiếc đèn hoàn hảo, nên họ đã sử dụng những quả bí để làm những chiếc đèn như bạn thấy ngày nay. Số 7. Nguyên liệu ban đầu để khắc lồng đèn. Đèn lồng Zack O hay bí ngô chính là biểu tượng nổi tiếng nhất của lễ hội Halloween. Theo truyền thuyết Ireland, đèn lồng Zack O được đặt tên sau khi một người đàn ông keo kiệt có tên Zack qua đời đã bị cấm vào cả thiên đường và địa ngục. Bởi lẽ, anh đã lừa ma quỷ nhiều lần. Người này bị kết án phải đi lang thang trên trái đất cầm đèn lồng của mình để hướng dẫn con người đi đúng đường. Nhưng bạn có biết, ban đầu đèn quả bí Zack O'Lantern được khắc trên củ cải, khoai tây hoặc củ cải đường. Và khi truyền thống về đèn lồng này đến Mỹ, họ nhận ra bí ngô là loại thổ sản phổ biến của Mỹ để tạo nên những chiếc lồng đèn hoàn hảo, nên đã quyết định tạo ra những chiếc đèn lồng này bằng bí, cho đến ngày nay trong ngày lễ Halloween. Số 8. Trăng tròn và phù thủy trong Halloween. Nhắc đến lễ hội Halloween là không thể không nhắc đến hình ảnh những bà phù thủy cưỡi chổi bay lượn trong bầu trời đêm với mặt trăng tròn trên cao. Những phù thủy giàu thì sẽ đi xe ngựa, còn những phù thủy nghèo hơn thì sẽ cưỡi chổi hoặc chỉ là một cái xào đơn giản. Đó chính là quan niệm của đa số mọi người về hình ảnh phù thủy. Phù thủy được cho là có sức mạnh siêu nhiên, thường mặc quần áo màu đen, mũi nhọn, khoằm và cưỡi chổi bay. Vào đêm hội hóa trang Halloween, rất nhiều người hóa thân thành phù thủy. Phù thủy được cho là có sức mạnh siêu nhiên, có mối quan hệ với ma quỷ, đại diện cho thế lực hắc ám và có năng lực mạnh nhất vào ngày Halloween. Tuy nhiên, cũng như nhiều sinh vật bí ẩn khác, họ bị nhà thờ Thiên Chúa giáo quy là ma quỷ và tiến hành săn đuổi khắp châu Âu thời Trung Cổ hay tại châu Mỹ từ thế kỷ 17. Trăng tròn là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp trong đêm Halloween. Lần trăng tròn gần đây nhất trong dịp Halloween là vào năm 2001. Phải đến Halloween năm 2020, chúng ta mới có thể chiêm ngưỡng trăng tròn. Còn hình ảnh trăng tròn chỉ đơn giản là một hình ảnh nhằm tăng thêm tính nghệ thuật cho đêm hội Halloween mà thôi. Số 9. Biểu tượng ghê rợn trong Halloween. Rơi, zombie, ma cà rồng hay ma sói được cho là những sinh vật hút máu đáng sợ và thường được đóng giả trong lễ hội ma Halloween. Nổi bật giữa vô vàn thể loại quái vật, bí ngô chính là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của lễ hội Halloween. Theo các sử gia, việc moi ruột và thắp nến bên trong bí ngô là một tập tục của người Celtic có nguồn gốc tại Iceland. Những khuôn mặt phát sáng, đáng sợ của bí ngô có tác dụng xua đuổi các linh hồn quỷ dữ lang thang trên đường phố vào đêm 31 tháng 10, đêm giao thừa theo lịch Celtic. Tại sao loài rơi lại có liên quan mật thiết với Halloween? Bởi giống như loài quỷ Dracula, một số loài rơi sống nhờ máu của động vật. Chúng khiến người ta liên tưởng đến ma cà rồng, một sinh vật đặc trưng của lễ hội ma. Zombie hay xác sống là nhân vật chính của ngành công nghiệp phim kinh dị và là hiện thân của văn hóa thây ma có nguồn gốc ở Haiti. Theo đó, người dân Haiti tin rằng con người có thể bị rơi vào trạng thái phi trí óc, giống như các xác chết trên phim. Thậm chí một nhà thực vật học ở Haiti đã tìm thấy một loại thuốc độc thực sự có thể gây ra trạng thái zombie này. Không có gì dễ hơn việc đóng giả một con ma trong lễ hội Halloween, đục hai lỗ trên tấm ga trải giường màu trắng và trùm nó lên đầu. Tuy nhiên, sẽ khó khăn hơn nhiều nếu muốn trở thành một oan hồn thực sự. Trước hết, một người phải chết đi trong hoàn cảnh càng thương tâm càng tốt. Sau đó, linh hồn của họ phải đi lang thang khắp nơi để ám vào các ngôi nhà hoặc tìm kiếm người thân. Số 10. Ý nghĩa của ngày Halloween. Từ câu chuyện về cuộc đời và hành động của chàng trai tên Zack đã cho chúng ta một kinh nghiệm xương máu rằng sống không nên tham lam, keo kiệt, phải có lòng bác ái, từ bi, không nên chơi đùa với ma quỷ.
Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi. Những việc làm tinh quái do trí thông minh và tưởng tượng của tuổi trẻ sáng tạo ra, có khi làm hại đến người, đến xã hội. Chơi đùa, giao du với ma quỷ sẽ dễ bị cám dỗ đi vào đường tối tăm và tội lỗi. Những điều trên hẳn là rất thú vị và không phải ai cũng biết nhiều về chúng. Bạn đã biết được bao nhiêu điều rồi nào? Hãy thể hiện lượng kiến thức đồ sộ của bạn với bạn bè trong đêm Halloween để nhận những lời khen trầm trồ thán phục từ đám bạn nhé. Đến đây, chắc hẳn các bạn cũng ít nhiều khám phá thêm những điều thú vị trong ngày lễ hội này rồi phải không nào? Bình Tĩnh Sống xin chúc các bạn có một đêm Halloween thật vui vẻ và hấp dẫn. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn like và share video của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you.